Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5, tuần 15, trang 104. Luyện từ và câu, mở rộng vốn từ hạnh phúc. Bài tập số 1, đánh dấu tích vào ô vuông trước ý đúng thích hợp nhất để giải nghĩa từ hạnh phúc. Cảm giác dễ chịu vì được ăn ngon, ngủ yên và đi chơi. Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện. Hồ hởi háo hức sẵn sàng làm mọi việc không ngại khó khăn. Như vậy các em sẽ đánh dấu tích vào cái ý nghĩa thích hợp để mà giải nghĩa cho từ hạnh phúc ở đây. Thì các em suy nghĩ và các em sẽ trả lời. Như vậy ở đây nghĩa của từ hạnh phúc đó là một cái trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được cái ý nguyện. Như vậy các em sẽ đánh dấu tích vào ô vuông thứ hai. Trạng thái sung sướng thì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện. Rồi tiếp theo bài tập số 2. Tìm và viết lại những từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc, trái nghĩa với từ hạnh phúc. Thì các em đã giải nghĩa được từ hạnh phúc ở trên đây. Thì hạnh phúc đó là cái trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện. Như vậy các em sẽ tìm và viết lại những cái từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc này. Thì những cái từ đồng nghĩa với hạnh phúc đó là sung sướng và may mắn, vân vân. Thì đó là những cái từ chỉ cái sự cảm thấy là hoàn toàn đạt được cái ý nguyện và cảm thấy sung sướng. Rồi trái nghĩa với hạnh phúc thì có là đau khổ, bất hạnh, cơ cực, khốn khổ, vân vân. Thì các em sẽ tìm và viết lại những từ như sau. Đồng nghĩa với hạnh phúc đó là sung sướng, may mắn. Rồi trái nghĩa với hạnh phúc đó là đau khổ, bất hạnh, khốn khổ, cơ cực. Rồi tiếp theo bài tập số 3. Trong từ hạnh phúc, tiếng phúc có nghĩa là điều may mắn, tốt lành. Em hãy tìm và viết thêm những từ ngữ chứa tiếng phúc. Như vậy các em sẽ tìm thêm những cái từ ngữ mà chứa tiếng phúc ở đây. Ví dụ người ta cho ví dụ là phúc đức. Thì ngoài phúc đức thì có các từ đó là phúc phận là điều may mắn được hưởng do số phận. Phúc đức là điều tốt lành để lại cho con cháu. Phúc hậu là có lòng thương người hay làm điều tốt. Phúc bất trùng lai là điều may mắn không đến liền nhau. Rồi phúc lộc là gia đình yên ấm, tiền của dồi dào. Phúc thẩn là vị thần chuyên làm những việc tốt. Phúc tinh là cứu tinh. Rồi tiếp theo bài tập số 4. Mỗi người có thể có cách hiểu khác nhau về hạnh phúc. Theo em, trong các yếu tố dưới đây, yếu tố nào là quan trọng nhất để tạo nên một gia đình hạnh phúc? Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp với ý kiến của em. A. Giàu có. B. Con cái học giỏi. C. Mọi người sống hòa thuận. D. Bố mẹ có chức vụ cao. Như vậy thì ở câu số 4 này các em hãy đọc kỹ rồi xét xem đâu mới là cái yếu tố quan trọng nhất để tạo nên một gia đình hạnh phúc. Thì theo cái cách nghĩ của các em, thì những cái yếu tố nào là quan trọng nhất? Thì ở đây cô sẽ nói ở đây cái yếu tố quan trọng nhất để tạo nên một gia đình hạnh phúc đó là mọi người sống hòa thuận. Bởi vì một gia đình nếu như lục đục, mọi người không hiểu nhau, thường xuyên xảy ra xung đột thì dù giàu có đến đâu thì hay là con cái học giỏi cỡ nào, thì gia đình đó mãi mãi cũng không có được niềm vui trọn vẹn. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn cái yếu tố quan trọng nhất đó là mọi người sống hòa thuận. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt. Cô chào tạm biệt các em.